Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng quý vị anh chị em đã trở lại với xưởng trực tiếp sản xuất đồ gỗ nội thất cao cấp Sang Trang. Và hôm trước em Sáng có nói về những bộ minh đế, đặc biệt là những bộ minh đế hoàng cung được cơ sở chúng em sản xuất trực tiếp tại xưởng. Và trước mắt quý vị, đây là một bộ sản phẩm minh đế được làm từ chất liệu gỗ mun của Lào, quý vị anh chị em ạ. Đấy, gỗ mun của Lào. Và cái quy trình để hoàn thiện nên một bộ sản phẩm gỗ mun minh đế thì được cơ sở bên em làm vô cùng chặt chẽ và khắt khe. Thì quý vị anh chị em thấy này, từ những khâu hàng mộc này, đấy, đây là cái lớp cuối cùng để cơ sở bên em bóng bắn, đây là bắn bóng mờ, cơ sở sẽ được đánh xi, quý vị anh chị em ạ. Với bộ minh đế này thì bên em đã đánh 3 lớp lót rồi, và đây là lớp cuối cùng, đấy, lớp cuối cùng để trước khi sản phẩm được bắn bóng mờ, sau đó là sẽ đánh xi, quý vị anh chị em ạ. Đấy, thì như quý vị anh chị em đã biết này, với dòng minh đế, đặc biệt là gỗ mun, thì không có gì hơn, vô cùng tuyệt vời, một chất gỗ đã làm nên tên tuổi, thương hiệu, cũng như là những sản phẩm mà đồ gỗ nội thất cao cấp Sang Trang sản xuất trong những ngày đầu bắt đầu làm những sản phẩm như thế này. Ví dụ như những bộ minh đế của Cẩm Lai, gỗ chắc, gỗ xưa. Và trước mắt quý vị, đây là một bộ minh đế gỗ mun của Lào, quý vị anh ạ, quý vị anh chị em ạ. Và bộ minh đế này được cơ sở bên em làm, đó là vách, là vách chữ S, quý vị anh chị em, thấy vách vô cùng cong đấy. Và trước khi bắn bóng mờ thì đây, quý vị anh chị em thấy này, em nhân viên bên em đánh đây, loại giấy giáp này là loại giấy giáp 600, đặc biệt là phải mòn rồi nhé quý vị anh chị em ạ. Đấy, giấy giáp mòn rồi đấy, thì khi mình pha ở đây này, đấy, khi mình pha ở đây thì nó sẽ hết được những cái bụi, những cái sạn của sản phẩm. Khi nào mình bắn lên thì sản phẩm sẽ vô cùng tuyệt vời, cò vô cùng nhẫn, anh chị em thấy này. Đấy, trước khi bắn này vô cùng trong, sản phẩm phải trong. Em trai ơi, chào anh chị em gái, chào anh chị em gái. Rồi, đây là giới thiệu quý vị anh chị em, đây là em trai, một người em đã làm với đồng hành cùng đồ gỗ nội thất cao cấp Sang Trang được hơn 10 năm rồi. Đấy, và giới thiệu luôn cơ sở của em đây ạ. Đây là xưởng phun, xưởng chuyên hoàn thiện các sản phẩm. Đấy, quý vị anh chị em thấy không? Vô cùng tuyệt vời. Chỉ cần mai hoặc ngày kia em Sáng sẽ tiếp tục review, để tiếp tục review giới thiệu toàn bộ sản phẩm về minh đế gỗ mun, quý vị anh chị em ạ. Còn đây là em đang quay ở trong xưởng nhé quý vị anh chị em nhé, quay ở trong xưởng phun của mình. Đấy, bắn cái lớp cuối cùng này thì lưu ý này, chúng ta bắn thật mỏng thôi. Đấy, bởi vì sản phẩm thì đánh xi thì bao giờ phải đòi hỏi sự chân thật của sản phẩm. Và cái lớp này là chưa xong đâu, sau lớp này là bên em lại tiếp tục đánh nhẹ đi, sau đó lại đánh xi, quý vị anh chị em ạ. Hàng 3 lớp lót rồi, được, quý vị hết sức yên tâm. Đường mỏng này quý vị anh chị em thấy này. Đấy, thì rất mong những sản phẩm mà được làm từ cơ sở nội thất cao cấp Sang Trang được quý vị anh chị em cả nước quan tâm ủng hộ. Và nếu quý vị anh chị em yêu thương, vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0817035555 gặp anh Sáng, chủ cơ sở đồ gỗ nội thất cao cấp Sang Trang, để được tư vấn và báo giá tận xưởng. Đặc biệt là tất cả các sản phẩm nội thất nhà Minh, đấy, cơ sở bên em lên bản thiết kế setup phòng trà, phòng khách cho quý vị anh chị em. Với những dòng sản phẩm như thế này thì đòi hỏi được cái sự nhất dáng nhì ra, quý vị anh chị em ạ. Đấy, phải nhất dáng nhì ra. Riêng tất cả các sản phẩm nội thất, không riêng gì nội thất nhà Minh, càng ngày thì cái yếu tố đòi hỏi cái trình độ kỹ thuật cũng như là cái sự tinh tế của sản phẩm nó càng cao. Chính vì vậy những cơ sở như chúng em thì luôn luôn cố gắng tạo ra những sản phẩm có kiểu dáng đẹp, có tinh thẩm mỹ cao để phục vụ quý vị anh chị em. Bộ sản phẩm này thì được cơ sở bên em làm theo đơn đặt hàng của một vị khách, và rất mong bác luôn luôn yêu thương, đồng hành cùng cơ sở bên em. Chúc bác và gia đình có thật nhiều sức khỏe. Đây anh chị em thấy này, đấy, nói vô cùng tuyệt vời.
em chọn cái vách vân cực kỳ xuất sắc ạ. Đấy, quý vị anh chị em thấy này, đây này, vân này, đấy. Đây quý vị anh chị em yên tâm nhá, đây sản phẩm sau khi đã được hoàn thiện cuối cùng rồi sẽ có một phòng, đây phòng này để phòng chứa để tránh trường hợp là bụi nó vào đây quý vị anh chị em ạ. Đấy thì đây quý vị anh chị em thấy này, đấy bộ sản phẩm sau khi đã hoàn thiện thì được cơ sở bên em chứa ở trong một cái phòng kín để đảm bảo rằng là yếu tố cuối cùng là gì, bởi vì khi mình bắn cái lớp cuối cùng này ấy, lớp cuối cùng này thì nó có rất nhiều sự lựa chọn, một là quý vị anh chị em chọn bóng M75 hoặc là bóng kính thì có rất nhiều loại, rất nhiều chất liệu sơn, thì bên em đã chọn những chất liệu tốt nhất cho quý vị anh chị em rồi, nên quý vị anh chị em hết sức yên tâm đến những sản phẩm mà bên em làm. Đấy quý vị anh chị em ạ, sản phẩm sau khi được bắn này, quý vị anh chị em thấy này, toàn bộ phòng trong đây này được cơ sở bên em là kín hết để làm sao là khi sản phẩm bắn ra full PU xong thì nó còn ẩm còn ướt, thì chúng ta phải để một cái phòng kín không có bụi không có sạn để sản phẩm sau khi khô nó sẽ đẹp bóng quý vị anh chị em ạ. Đấy, trong cái phòng này thì hơi tối quý vị anh chị em thông cảm nhé, nhưng mà được cơ sở bên em làm này. Đấy, hàng chọn vân cực kỳ sắc nét anh chị em thấy này. Đấy, bộ này thì cơ sở bên em làm cho một vị khách bác đặt là bộ 3 món Minh Đế, bộ 3 món và thêm 2 cái đôn quý vị anh chị em ạ, thêm 2 đôn đây, đầu tay Minh Đế này vô cùng tinh tế. Đấy, cực kỳ tinh tế luôn quý vị anh chị em ạ, dáng bên em làm này. Quý vị yên tâm, bởi vì sao? Thực ra là đồ gỗ nội thất cao cấp sang trang thì chuyên đóng các sản phẩm nội thất xuất khẩu thị trường Trung Quốc. Nên mà quý vị yên tâm ở chỗ là với những sản phẩm đã được làm từ cơ sở bên em làm thị trường xuất khẩu thì quý vị không có gì phải lo. Thật ra là bên em làm thì có tại làng nghề luôn, làng nghề đồ gỗ Kim Thiều Hương Mạc Từ Sơn Bắc Linh. Nếu quý vị anh chị em quan tâm thì quý vị anh chị em chỉ cần search cái lên mạng search hoặc là tìm hiểu với những người chơi đồ kỹ rồi thì người ta sẽ biết được cái khu vực làng nghề. Đấy, với những làng nghề nào sản phẩm từ những khu vực đấy làm ra thì bao giờ thế nó sẽ đòi hỏi cái trình độ kỹ thuật vô cùng cao. Đấy, ví dụ không, mình không phải nói tự hào đâu, nhưng mà cái nghề truyền thống quê mình là nghề truyền thống quý vị anh chị em ạ, có từ ngàn đời từ các cụ rồi đấy, các cụ các kỵ để lại rồi đấy, và cho tới tận ngày nay thì những sản phẩm được làm thì càng ngày đòi hỏi sự tinh tế nó càng cao quý vị anh chị em ạ. Đây như quý vị anh chị em thấy này, từ những chi tiết rất nhỏ thôi, cái vách giữa này và cái vách giữa này này, đấy đã cùng một cây gỗ nhé, cùng một tấm gỗ luôn, vách đây thế đấy, những chi tiết vô cùng nhỏ, thậm chí đây này và đây này, quý vị anh chị em thì nhìn thấy giống nhau không? Đấy, cái quan trọng nhất của cái đồ nội thất là đòi hỏi sự tinh tế. Đấy, chứ không phải bây giờ là mình cứ làm thế nào được. Đấy, cứ làm sao cứ gọi là tên là bộ Minh Đế được thì cái sản phẩm nó không có cái gì là cái đặc sắc quý vị anh chị em ạ. Đấy, thì những cái chi tiết nhỏ như này như được bên em cực kỳ trau chuốt. Đấy, không phải cơ sở nào cũng để ý như thế đâu. Thật ra là cái này là do cái yếu tố kỹ thuật, cái yếu tố đòi hỏi mà bên em làm thị trường Trung Quốc nó quen rồi. Nhưng mà khi đưa vào thị trường Việt Nam thì bên em làm thị trường Trung Quốc như nào thì làm thị trường Việt Nam như thế, để quý vị anh chị em yên tâm. Đấy, từ những đường soi này quý vị anh chị em thấy này. Đấy, Minh Đế là gì? Đó là sự tinh tế, là sự tối giản trong nghệ thuật, quý vị anh chị em cảm nhận này. Đấy, thậm chí những cái vách như này, đấy, vách ở giữa này, thường thường ấy, vách ở giữa sẽ đục, nhưng với những sản phẩm mà đòi hỏi cái sự người chơi đồ người ta thích hàng vân ấy, thì mình lên để trơn để làm sao để nó khoe được những đường vân. Đấy, những đường vân của gỗ thì không có gì để bàn được quý vị anh chị em ạ, bởi vì sao, đó là cái tạo hóa sinh ra bản thân cây gỗ qua rất nhiều năm, qua rất nhiều thế kỷ nó mới được những cái vùng vân như thế, và những sản phẩm vân gỗ chân thật như thế này thì đòi hỏi không có gì bàn. Em cam kết tất cả các sản phẩm đồ gỗ nội thất cao cấp sang trang nếu mà làm hàng chọn vân ý, thì không có bán vân, không mông má quý vị anh chị em ạ. Đấy là một yếu tố mà bên em đề ra. Đấy, thì những cái chi tiết yếu tố đấy nó sẽ vô cùng khắt khe, cũng như sản phẩm nó sẽ tương xứng với cái số tiền mà quý vị anh chị em bỏ ra. Và quý vị anh chị em hết sức yên tâm ở chỗ là nếu quý vị anh chị em mà thực sự
quan tâm, yêu thương và tin tưởng thì bên em làm những sản phẩm chắc chắn rồi là quý vị anh chị em sẽ hài lòng thôi. Bởi vì sao? Bởi vì những sản phẩm của đồ gỗ nội thất cao cấp Sang Trang làm thì cho rất nhiều các vị khách, đặc biệt là những khách kỹ tính thì bên em càng thích làm. Bởi vì sao? Mình làm sản phẩm ngay từ đầu đã trau chuốt, đã cẩn thận rồi đấy, thì mình phục vụ những thị trường, những khách hàng kỹ tính thì bản thân những sản phẩm của mình nó sẽ có tên tuổi, có thương hiệu quý vị anh chị em ạ. Và đây chỉ là một cái quá trình, và để một hôm nào đó vào buổi sáng và buổi chiều em sáng sẽ mang bộ ghế này ra ở trước showroom nhà mình giới thiệu đầy đủ hơn để quý vị anh chị em có thể hiểu nhiều hơn nữa về những sản phẩm như này. Và một lần nữa, đồ gỗ nội thất cao cấp Sang Trang xin trân trọng cảm ơn quý vị anh chị em đã luôn quan tâm theo dõi đồng hành, và rất mong quý vị anh chị em đăng ký kênh YouTube đồ gỗ Sang Trang để sớm nhận được những sản phẩm, những tác phẩm đồ gỗ nội thất mới nhất từ cơ sở bên em. Chào thân ái.